Gái Diana, xin chào anh chủ tịch cũng như là tất cả anh cố vấn, anh phó chủ tịch cùng với tất cả ban quản trị cùng các thành viên của câu lạc bộ mình yêu quý. Em run đấy. Em tên là Diana Trần. Hôm nay đến với sinh nhật câu lạc bộ. Đây là lần đầu tiên em được tham gia câu lạc bộ mình. Mà em muốn xin được gửi tới cả nhà một ca khúc Khi Đã Yêu, cũng như là cả nhà đến cùng đến với em, cũng như tình cảm của em muốn gửi cho người chồng của em đang ở nơi rất xa, đang đi công tác. Em xin mời cả nhà cùng đến với em ca khúc Khi Đã Yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn vương mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu chứa thắm tim ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi. Chưa nguồn yêu chưa thấm tim người, ngày vui hai đứa chung đôi.